cảm xúc của tôi và cảm xúc của Phúc ngày bây giờ là quá tuyệt vời. Bởi vì sau những cái màn trình diễn của chúng tôi đã được tất cả mọi người công nhận, những người trên thế giới cũng như là những người Việt Nam, họ đã đều thấy chúng tôi đã bỏ ra biết bao công sức, bỏ ra biết bao nhiêu gian nan để có được ngày hôm nay. Và chúng tôi rất là mừng bởi vì những cái chúng tôi bỏ ra đều được mọi người công nhận. Đó là niềm vui và cảm xúc của chúng tôi bây giờ vẫn đang rất là lâng lâng khi được mọi người chia sẻ rất là nhiều clip của tôi trên tất cả những trang mạng xã hội. Và đó là một điều mà chúng tôi đang mong đến, bởi vì mục tiêu chúng tôi là làm sao cho Việt Nam cũng như thế giới biết được nghệ thuật xiếc Việt Nam là như thế nào. Trong tất cả những cái ngành nghề khác nhau và riêng đối với nghệ thuật xiếc thì nó luôn luôn là một bộ môn gặp rủi ro rất là nhiều, và Quốc Cơ và Quốc Nghiệp luôn luôn khắc phục nó bằng cách tìm hướng nào tốt nhất chứ không bao giờ bỏ cái ý chí. Và những cái rủi ro đó chỉ là một trong những điều mà chúng tôi phải trải qua để cho tiết mục của chúng tôi hàng ngày tốt lên và có được những cái thành công như ngày hôm nay. Đó là tất cả bằng cái sự tập luyện và không bao giờ bỏ cuộc để có Quốc Cơ Quốc Nghiệp ngày hôm nay. Điều mà đặc biệt nhất, điều mà Quốc Cơ Quốc Nghiệp mong đợi nhất đó chính là khán giả. Bởi vì Quốc Cơ Quốc Nghiệp muốn khẳng định một lần nữa trên thế giới về bộ môn xiếc của Việt Nam, và muốn truyền bá đến nhiều người hơn nữa ở trên thế giới biết đến người Việt Nam có thể làm được rất nhiều bộ môn, và truyền bá tới mọi người đến cái tà áo dài của Việt Nam. Và đó chính là cái truyền thống mà giữa Quốc Cơ và Quốc Nghiệp luôn luôn mong muốn chia sẻ đến bạn bè trên quốc tế. Bởi vì chúng tôi còn rất là nhiều thứ chúng tôi vẫn chưa làm, nhưng mà đây là một tiết mục mà có thể chinh phục tất cả những người khán giả khó tính nhất đến những người khán giả kỹ tính nhất. Và đây cũng là một cái thế mạnh của anh em tôi. Lúc nào thì Quốc Cơ Quốc Nghiệp khi xuất hiện thì người ta đều nhớ đến là ồ, hai anh em này tôi đã từng thấy họ đạt được kỷ lục Guinness thế giới vừa rồi, hoặc là tôi đã từng thấy họ biểu diễn những tiết mục này từ trước, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất là yêu mến họ. Bởi vì tôi cảm thấy là khi mà họ biểu diễn, tôi cảm nhận được cái sự cố gắng của họ và sự kiên trì của họ. Đó là lý do mà tại sao mà chúng Quốc Cơ Quốc Nghiệp vẫn muốn duy trì và giữ một tiết mục này để cho mọi người có thể cảm nhận được. Trong vài năm trở lại đây thì cái sự thay đổi của nghệ thuật xiếc và người khán giả đến xem với nghệ thuật xiếc có vẻ khác hơn so với nhiều năm qua. Một tí gì đó mà Quốc Cơ Quốc Nghiệp mang đến một cái làn gió mới để mọi người tìm hiểu xiếc. Và Nghiệp thấy rằng tất cả những diễn viên xiếc và thậm chí là trong đoàn xiếc cũng có mời rất là nhiều nước về để làm những cái chương trình quốc tế. Và người dân đang dần bắt đầu đón nhận những cái màn biểu diễn của các bạn xiếc Việt Nam cũng như là quốc tế. Và nó không đơn thuần chỉ là xiếc dành cho trẻ em nữa. Thực sự ra thì sau khi vòng đầu tiên kết thúc thì họ đã mời Quốc Cơ Quốc Nghiệp sang lại đó sau một tuần. Nhưng mà thực sự là anh em tôi không có muốn di chuyển nữa, bởi vì chúng tôi chỉ muốn đến để giới thiệu cái lĩnh vực xiếc chúng tôi cho các bạn. Và không phải vì một mục đích là chúng tôi để qua đó để biểu diễn những cái show diễn. Và anh em tôi đã từ chối. Sau đó thì sau 2 tuần họ lại mời Quốc Cơ Quốc Nghiệp sang để gặp gỡ những fan hâm mộ cũng như là gặp gỡ báo chí ở bên đó. Thì trong thời điểm đó thì anh em tôi lại có một cái chương trình, cho nên chúng tôi lại không đi được và chúng tôi lại đã từ chối. Tiếp theo đó thì họ có rất là nhiều lời mời cho Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Và hiện tại thì Quốc Cơ Nghiệp vẫn đang suy nghĩ là mình có nên đi tiếp tục vòng thứ hai hay không. Và theo hướng sắp tới thì có khả năng chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia vòng thi thứ hai. Để có một tiết mục mà gần 20 năm nay mà Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã trải qua tập luyện, biểu diễn và gặp phải nhiều cái vấn đề rủi ro về tai nạn, thì đó chính là cái điều mà giữ được hai anh em tới thời điểm hiện tại, đó chính là tình cảm và cái ý chí vì một mục tiêu chung để mà chúng tôi cùng cố gắng, cùng đi lên. Và có nhiều người vẫn nghĩ nghề của chúng tôi khó khăn mà không tiếp tục được nữa, nhưng đối với chúng tôi sẽ phải làm hết mình và đi cho đến tận cùng của niềm đam mê mới bỏ cuộc. Và chính vì điều đó mà chúng tôi đã được ngày hôm nay và mọi người đón nhận nó là một cái điều mà mong mỏi của chúng tôi làm từ rất là lâu. Hiện tại thì Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đang còn quá nhiều kế hoạch ở Việt Nam, bởi vì trong năm 2018 này
có lẽ vào cuối tháng 6 thì Quốc Cơ và Quốc Nghiệp sẽ chuẩn bị cho mình một cái live show lớn ở Việt Nam. Nhưng mà bởi vì cái lịch trình diễn ở bên bển cũng như là cái vòng thi tiếp theo nó cũng đang đụng chúng những cái ngày đó, thì Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đang xem và tính lại có nên đi tiếp tục hay không. Và chúng tôi với một mục đích rằng đến với cuộc thi Got Talent không phải để thắng hoặc thua, mà chúng tôi muốn giới thiệu đến mọi người trên thế giới biết nhiều hơn về nghề xiếc và biết nhiều hơn về con người của Việt Nam. Thì cũng như là Quốc Nghiệp đã chia sẻ, sau cuộc thi này chúng tôi sẽ tổ chức một cái chương trình riêng cho chúng tôi. Và chúng tôi còn mong mỏi một điều nữa là chúng tôi sẽ có một đêm tri ân khán giả tại Việt Nam. Và chúng tôi sẽ làm một đêm đó hoàn toàn miễn phí để tất cả mọi người có thể xem được và tất cả mọi người có thể thưởng thức được cái bộ môn nghệ thuật xiếc của chúng tôi là như thế nào, để tất cả những người không những là ở Sài Gòn, ở Hà Nội, trên toàn quốc họ có thể đến xem một đêm mà chúng tôi có thể nói là tri ân khán giả.